bình tâm cất bút tọa lời, xét xem hai chữ dần thời còn xa. Liếc nhìn thế giới trang qua ngàn buôn minh tương, xua ra chiến dốc lòng tranh ba đồ dương, đeo câu danh lời lắp đường nghĩa nhân, gieo điều tàn khốc cho dân, khiến lòng tăng sĩ bâng khuâng lo lường. Tiếc thay đạo nghĩa luân thường, thanh nhân đã dạch sẵn đường từ xưa, để cho quân tử lọc lừa ở ăn hộp lẻ ráng chừa tiểu nhân. Trên vua minh chánh cầm cân, dưới quan liêm tiết xử phân công bình, quyền cha quản xuất gia đình, dạy con phải phép giảng dình hiếu trung. Từ ngày cách mặt cửu trùng, thay đời đổi cách bất tùng thánh tiên, bút lông dẹp dơi dĩa nghiêng, thế vào bút sắc cùng viên mất tròn. Lần lần thế đạo suy mòn, nền xưa nếp cũ hỡi còn mấy ai, nên ta thở văn than dài, cúi đầu lại Phật niệm hoài mấy câu. Nhất trần mang bộ sông nâu, trong ngày chư quốc chư hầu tình tâm, đừng gây chính chiến u âm. Kính thưa quý vị thân mến, Tùng Quê hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8 vậy, Tùng Quê cũng có mặt ở tại chùa. Kính thưa quý vị, thì à, giờ này thì cũng hơi trưa chút, bởi vì Tùng Quê nó giờ bận chưa ra trước được quý vị. Kính thưa quý vị, Tùng Quê tới đây rồi. Tùng Quê lại thăm cái cây sung. Hiện tại cây sung đang thay lá. Hiện tại mình nghĩ rằng cây sung này nó giống như chết, mà không phải, vì nó đang thay lá quý vị. Và là lá và trái đang đâm ra. Gì? Nhưng mà so sánh với những cây khác thì hình như cây sung này cũng hơi chậm một chút quý vị. Nhưng mà không sao quý vị. Khi mà cây sung nó vẫn còn cái sức sống thì cây sung sẽ thay lá và từ từ lá mới sẽ ra. So với những cây khác thì có thể chậm một chút, nhưng rồi cũng sẽ ra lá mới, trái mới ha quý vị. Cái này tròn tròn giống trái quá. Trái bây giờ thành ra quý vị, khi mà quý vị có duyên rồi, mà quý vị có duyên với Phật rồi, khi quý vị giác ngộ rồi, thì quý vị cố gắng thành tâm niệm Phật, thì chúng tôi cũng tin chắc rằng một ngày nào đó thì trí huệ cũng sẽ phát khai. Mình sẽ lọc bỏ đi những cái mà tà quấy, những cái mà những việc làm hàng ngày mình mà làm những cái điều không tốt đó, bây giờ sửa lại làm việc lành, rồi tư tưởng chúng ta luôn niệm Phật, thanh lọc những điều sẽ quấy ra, chỉ còn lại là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chúng tôi cũng tin chắc rằng một ngày nào đó thì từ từ, tùy theo cái duyên
Nếu duyên tốt thì mình sẽ có trí huệ và mình sẽ phát khai, bởi vì tâm bình tĩnh được thì phát huệ đó gì. Nếu tâm chúng ta bình tĩnh thì từ từ thì cũng sẽ phát huệ. Từ từ chúng ta sẽ sáng suốt và chúng ta sẽ thấy rõ được đường đi nước bước, và chừng đó chúng ta đi sẽ rất là rành đơn. Thế nào gọi là lành, thế nào gọi là ác, thế nào là dữ, mình biết hết và mình sẽ tránh theo cái gì, giống như cây sung vậy. Thì khi đã thay lá rồi thì từ từ cũng sẽ chỗ bông, cũng sẽ chỗ lá ra, có trái luôn. Như vậy mà hơi chậm một chút thôi, tùy cái duyên, nhân duyên sâu cạn. Cái thôi tâm chúng ta cũng vậy, tùy nhân duyên sâu cạn và từ từ nó có sẽ sự thay đổi mới. Giờ đây thì Tùng Quê kính chào quý vị, kính chúc quý vị một ngày mới an lành, hạnh phúc, luôn bình an, và được sự chở che của Đức Phật, Quang Linh Đức Thầy. Mong rằng toàn thể quý vị thành tâm niệm Phật. Thứ nhất là chúng ta được giữ tâm thanh tịnh, rồi chúng ta làm việc nhân từ. Và thứ hai, quý vị mà niệm Phật xuyên suốt rồi thì Đức Phật A Di Đà sẽ lắng nghe được và sẽ giúp độ quý vị, hãy gia hộ cho quý vị trong cái con đường đi nước bước của quý vị. Giờ đây thì Tùng Quê sẽ cập nhật chương trình ngày mùng 2 tháng 8 2024 âm lịch thì ở tại chùa vào buổi sáng này. Chúng tôi thấy thì cũng hơi vắng không quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây thì Tùng Quay sẽ vào bên trong ha quý vị ha. Hiện tại bà con mình lúc này chánh điện hơi vắng bóng người cúng rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời quý vị hướng đến chánh điện kính lại. Nam mô A Di Đà Phật. Hướng đến chân dung Đức Thầy đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Trả thư xong. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời quý vị hướng đến chánh điện và nơi tâm bảo quý vị thành kính cầu nguyện nữa nha. Chúng tôi sẽ duy trì ở lại đây một lúc ha quý vị. Kính mời thành tâm cầu nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay thì hai bình bông của Ngọc Dào Long Xuyên cúng dường chữ Phật thì bữa nay mùng 2, hai bình bông chắc đem vô các ngôi thờ phía trong nữa gì. Thì mình vô trong rồi mình xem sao. Thì các ngôi thờ bình bông phía trên hôm nay thì mình thấy cũng hơi héo héo rồi gì ơi. Bông bị héo nè, héo xuống rồi nè. Chắc là nay mai gì các anh hương đăng mình cũng phải thay rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, kính mời quý vị đảnh lễ Đức Phật Di Lặc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, như vậy là bình bông của Ngọc Dào Long Xuyên đã đem lên ngôi thờ Quan Âm Lâm Hải quý vị để cúng rồi. Bình bông vẫn còn đẹp nha quý vị.
À, kính thưa quý vị, kính mời quý vị hướng đến Đạt Ma Tổ Sư kính lễ Nam Mô Di Đà Phật. Kính mời quý vị đảnh lễ Đức Thầy. Kính thưa quý vị, nơi bàn Đức Thầy, quý vị luôn luôn nhớ rằng là chỗ này thì Đức Thầy và tất cả các vị quản lý nơi chùa thì có để chữ miễn lại, những vị tức là nơi bàn Đức Thầy chúng ta không được có lại mà chỉ xá cho thập nguyện thôi, những vị, bởi vì Đức Thầy vẫn còn sống mới là Phật, chỉ vắng mặt thôi nên chúng ta không được lại, những vị. Có một cuộc bình bông gọn gọn nhỏ nhỏ rất là đẹp luôn, mùi ai cứ mừng vì đảnh lễ Đức Phật Thầy Tây An. Kính thưa quý vị, thì tới ngày 12 tháng 8 mà sắp tới âm lịch là ngày tại nơi đình Thái Sơn sẽ có một buổi lễ rất là long trọng, đó là ngày Đức Phật Thầy Tây An viên tịch nha quý vị. Nơi đó có một buổi lễ rất là lớn, mấy các vị mà có duyên thì hãy đến nơi Thái Sơn để mà dự buổi lễ. Nam Mô Di Đà Phật. Nơi đây là ngôi thờ của Chánh Bái, ông Chánh Bái tức là một vị đặc trưng đầu tiên đến nơi đây để tu. Lúc xưa là chỉ cái trại để tu mà thôi, lần lần chuyển đến thành chùa như vậy. Kính thưa quý vị, bông bị héo nhiều rồi, chắc là nay mai gì các vị hương đăng sẽ mở đem xuống không nhỉ. Kính thưa quý vị, nơi đây vàng bát tánh thì cũng có một bình bông, bông này của bà con đem đến cúng không nhỉ. Và một bùn bông phía trên cũng bị héo rồi. Nơi bàn bát tánh tượng trưng cho đồng bào nhân loại, những người đạo Phật không gì. Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, nơi bàn kế nghiệp thì ở đây là các vị trụ trì. Bình bông của Ngọc Giàu Long Xuyên đã đem đến nơi các bàn vị trụ trì, các vị trụ trì, bình bông vẫn còn đẹp nhé quý vị. Nam Mô Di Đà Phật.
ngày hôm qua thì bà con đông lắm, hôm nay thì bà con hơi vắng một chút. À, kính thưa quý vị thân mến, dạ, nơi đây là tiểu ban in ấn phát hành sấm giảng không vậy? À, nơi phát hành sấm giảng và đồ dùng dược đạo. Thì trước khi vào đó thì Tùng Quê sẽ ghé nơi Tây Lan. Tây Lan thì có băng tiếp tân không gì? À, nơi đây có những cây bông cũng rất là đẹp đúng không vậy? Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời quý vị hướng đến Đức Ông Đức Bà kính lễ Nam mô A Di Đà Phật. Nơi đây có thờ Đức Ông Đức Bà như vậy, nếu mà không có duyên đi đến tổ đình để mà viếng nơi đó thì quý vị ở đây có Đức Ông Đức Bà, quý vị lễ lại Đức Ông Đức Bà cũng được. Nam mô A Di Đà Phật. Ô, chào hai anh. Hai anh bạn của chúng tôi nãy giờ ngồi chật chùm thế. Một anh thì mình rất là rành, đó là anh Mừng, bảo vệ của Ban Trị sự Trung ương và luôn cả Ban Quản tự. Chào anh Mừng. Dạ. Anh cũng khỏe. Mô dạ. Anh tôi tinh tấn có gì. Mô gặp với anh là niệm Phật không à. Rồi thêm một ông anh mình cũng mới quen biết đây, anh tên gì? Anh thứ bảy tên Vốn, Bảy Vốn. Anh Bảy Vốn tiếp tăng của bên Ban Quản tự. Vốn vậy đó. Như vậy là anh cũng bắt đầu là thành viên của Ban tiếp tăng. Hình như cũng mới ha anh Vốn. Cũng 3 tháng mấy rồi. 3 tháng mấy hả? Còn đang thử việc. Đang thử việc. Rồi chúc anh em mình mạnh khỏe để tiếp tục làm công tác hỗ trợ cho chùa. Ráng niệm Phật cho nhiều đồng đạo ơi. Dạ. Lòng sao chữ chứ không có ngớ, ráng niệm Phật cho nhiều. Là tốt. Dạ, hay quá. Anh Mừng bữa nay mình giới thiệu hay. Ráng niệm Phật cho nhiều. Anh nhớ nhắc nhở bà con mình niệm Phật là quá mấy. Ráng niệm Phật cho nhiều. Dạ. Cái nuôi gì tiểu ban anh đang phát hành sấm giảng thì chuyên phát hành sấm giảng của thầy và đồ dùng dược đạo. Nếu quý vị chưa có sấm giảng, chưa có đồ dùng dược đạo hay đến đây thì nhiều khi lắm lúc Tùng Quê có ở đây thì Tùng Quê sẽ tặng cái gì. Nếu không có thì có anh Mừng, anh thấy luôn cái gì. Dạ. Anh Mừng cũng thường xuyên ở đây. Dạ. Rồi, không có để đây, để cái việc anh giúp giùm em ha. Dạ. Rồi, có bà con nào thỉnh cái việc tặng cho. Nam mô A Di Đà Phật. Quá êm. Kính thưa quý vị, hiện tại Tùng Quê đã xuống tới Hồng Cần rồi. Ngày hôm qua thì em có cơ biết của anh đó nè. Tại vì con của anh là hôm nay á. Qua có công việc có chảnh, công việc quá đi không có xuống đây kịp, thành ra xuống trễ là rồi rồi. Tới ăn cơm xuống là thấy quý vị đi đâu tiêu chân. Dạ, dễ chân anh ơi. Rất kỳ là mình làm cũng gần xong rồi chứ dạ, gì hả? Còn hai món nữa, làm qua. Vậy là hả? Dạ. Ngày qua cách sao mà đãi cũng đông quá à? Qua có bạc. Hả? Chương trình nước mắt đó hả? Dạ. Vậy đó hả? Qua đi ra chợ cái anh đã nói rồi nè, sao anh chín tâm mừng này không chứ quay cái biết cung cưng. Thế em nói anh hai em đi núi rồi, anh ta theo dõi ngoài đó. Vậy ra em mới đi núi. Ngày qua có một chuyến xe du lịch rồi, có hai vợ chồng hai đứa con. Cái em vô cũng thỉnh sắm giảng ba cuốn thôi. Tùng Quê phải không? Dạ biết. Ông bà Tuấn như đầu thúng đốt Cần Thơ á. Dạ. Ông cũng theo dõi hàng ngày. Thì còn theo dõi anh ở ngoài thương mại ra gặp anh đó, nên mới hỏi thằng Chính Cơ Mơ này xong với anh Quê. Tôi cái biết mình không nấu cũng ngại, thành ra mình định luôn. Dạ. Dạ, tính tạm đó. Có nghĩa là người ta kiếm Tùng Quê đặng kiếm quý vị chứ không phải kiếm tôi. À, quý vị nên nhớ như vậy. Làm gì đứng đó. Rồi. Chứ tưởng đâu kiếm Tùng Quê để làm gì, kiếm Tùng Quê đặng kiếm quý vị. Hèn nữa. Ở bên bển chiên gì ta? Nước bột hả? Nước bột hả? Ông đạo đó cũng làm nhiều quá ha. Nhiệt tình lắm đó anh hai. Vậy hả? Bên bển là chỗ Tùng Quê.
Dạ, ấm đài đi núi. Dạ, anh hỏi anh chị phải không? Dạ, mày có biệt tài chợ hôm qua bữa đó rất ngon luôn. Vậy đó hả? Em ra chợ chân qua, người ta hỏi bánh nải không thấy à? Bánh cặp không thấy chưa? Ừ. Không có quay đồ thấy. Vậy là hai ngày đó là đẩy đó hả? Linh nải cho bánh cặp luôn. Người ta đi đông không? Dạ, vậy hả? Người ta đi đông dữ lắm hả? Ai mua mà đi đông chơi. Ờ, vậy hả? Chúng tôi quay liên tục, ngày nào cũng quay, nhiều khi sợ quý vị chán, thành ra đi núi là quay cảnh mới. Ai ngờ lên núi mưa. Rồi chào chị. Làm giờ xách tới tỏi lột hả? Lột đặng quay ớt. Dạ. Khét không được, nghiên cứu lại. Còn cô ba thành phố này đang cắt xả. Ồ, sắc bụi nhuyễn nhuyễn nhừ ha. Cho Quang Lê. Ủa sao bây giờ người ta có cái sắm cái máy sắt xả nữa ta? Dạ mình làm ít nè chú. Ừ, mà đâu có sắm gì ha. Dạ. Thợ sắt xả. Thợ sắt xả. Cái nó cái gì các chị mình làm hạnh. Ủa cái này mình sắt như vậy là nhiều quá, mình để dành hay sao? Dạ, vô chai. Vô chai để dành được hả? Vô chai nóng chua này kia nữa. Quá khứ nhiều rồi. Nó mình chua gỏi rồi đó chứ hai. Vậy hả, để dành mình cứ mình lấy ra hoài mình xài vậy ha. Để gỏi. Để chừng từng lấy có sao không? Hỏi bà hai. Đang tủ lạnh mà. Cái đồ chua mà nó có sao đâu, nó có thiêu đâu. Vậy hả? Ở đây làm rồi đưa bà hai ra ngoài hỏi bà. Mình đâu biết. Mình đâu biết. Qua là hết 2 chỗ bà đó. Ủa vậy đó hả? Ta cho là nhiều vậy đó hả? 2 chỗ này là mới cho bà chịu hôm qua nè. Hôm qua cái nóng rồi mà lắm được rồi. Qua cũng làm 2 chỗ. Coi như là cho cái gì mình làm nấy. Không, trái hạnh này cũng ngon lắm nha. Với cam nó kìa, cam sọt. Cam kìa, cam thiếu nặng kìa. Cam sọt sọt 4-5 sọt vậy đó. Chà, làm này chắc thấy chưa quá. Thấy chưa. Thôi vậy làm mình khỏe nha. Mạnh tay phải chân. Khỏe tay khỏe chân trong mình làm nhé. Rồi. Ok. Chào. Cái đó quý vị, tất cả các hậu cần của nơi chị Hay Xà lúc nào buổi sáng cũng túc trực ở đây, mỗi người một việc thì các chị này là thường xuyên luôn, cái này là thường trực luôn, sáng nào cũng có. Muốn mời quý vị chụp bôi hình mà có một điều quý vị bỏ trao chảo tàu hũ đó chắc khác. Bữa nào đi. Chứ muốn mời quý vị chụp bôi hình đặng tôi đưa quý vị ra trước rồi, chứ ở sau hè hoài kỳ quá. Ta ngưng lại. Bữa hè sau bếp luôn à. Thôi giới thiệu gì đi, bữa nào đi, bữa nào mà cho nó. Bà cái ủa mắc mua hả? Vậy đó hả? Ồ vậy hả? Ta ông hai mà cứ kêu ông Tư hoài. Rồi nói giờ là kêu ông Tư không? Ừ. Làm như nhớ ông Tư nào đó. Ừ. Nhớ ông Tư Bạch, kêu Tư Bạch quen hả gì rồi? Rồi bây giờ hậu cần mình có muốn chụp hình không? Muốn chụp hình thì ra đây. Đây là ban hậu cần của chúng tôi ở nơi chị Hay Xà. Sáng bữa nào cũng đến đây rất là sớm. Mấy giờ quý vị tới? 6 giờ. Có mặt. Có ai tới 5 giờ không? 5 giờ rưỡi thì có. 5 giờ có luôn. Ai tới trễ là phạt. 5 giờ rưỡi 6 giờ trở lại. Rồi bây giờ cười tươi nha, chuẩn bị chụp hình. 1, 2, 3 cốc. Thêm một bôi nữa coi. Rồi sửa lại. Bắt đầu. Làm màu coi. 1, 2, 3
cốc vô à, cái đúng quý vị, chúng tôi đã nơi tới nơi hậu cần của tổ. Ô chào hai hai ông anh, thấy râu dài quá kêu anh được không đây nữa. Nếu không anh coi chừng anh lỗ đó. Vậy đó hả? Ờ, anh năm nay nhiêu? Ơi, 60 tròn. Ủa, vậy mới 60 tròn sao? Ừ. Vậy là vậy, làm em ba nút. Dạ hả? Thua ba nút. Mà có bộ râu này cô lên hơn chút nữa à. Ủa, ba không cần mình cách sao mà dắt này im ru cho người ta? Vậy, làm sớm vậy hả? Rồi. Sớm vậy hả? Sáng là một giờ 12 giờ tôi nấu cơm là nấu cháo, là mấy chị này thức ca ca kì kì làm tới giờ đi. Vậy hả, mấy giờ thức? 12 giờ. 12 giờ thì thức nấu cháo rồi mấy chị này. Vậy hả, thức chân. Tôi nấu chín rồi cháo rồi mấy chị làm bộ cho rồi. Ôi, ta hậu cần thôi tới sáng còn làm mà sao hậu cần này đâu, giấc này nghỉ hết trơn rồi. Hậu cần cái này giỏi lắm. Rồi, có chiên cái gì đây? Cái món này dạ, nấm chiên bột. Dạ, nấm kim châm, chiên bột. Ừ, phái đoàn này là hồi ngày qua nghe nói là ở Đồng Tháp. Dạ. Đúng rồi, ban chi sự luôn nữa. Ban chi sự luôn. Ờ, quá yên tờ. Ngày qua có ông cụ 94 tuổi. Rồi, đúng rồi. Về rồi. Ủa, sao không về rồi? Về đám vợ. Nhà có người đứa ông đi về. Dạ. Ừ, bởi vì ngày qua quay phim nổng nè. Không có chịu về, mà tại về đám mất, về đám vợ chứ không chịu về đâu hả? Dạ. Chiên bịch khẩu trang kính gì vậy hả? Ừ. Cô đó giống trưởng tổ hay ta? Thấy không? Dạ. Cô trưởng tổ hay vậy? Dạ. Cô già chị không có dẫn tổ quả trai, không có đi hoàng, tôi đi hoàng tiết vậy đó. Dạ, bằng thế hả? Bằng thế. Dạ, mình ở ban trị sự gì qua nói là quên rồi. Vĩnh Thới, huyện Lê Dương, Đồng Tháp. Ban trị sự Vĩnh Thới. Dạ. Xã Vĩnh Thới, huyện Lê Dương, tỉnh Đồng Tháp. Xã Lê Dương. Huyện. Huyện Lê Dương. Huyện Lê Dương. Tỉnh Đồng Tháp. Xã Vĩnh Thới. Ồ, nghe cái xã này cũng lạ lạ. Chưa từng tới đó quá. Chưa này chưa từng tới. Ở đây đi. Có nằm đường lộ xe không? Đó, đường đây ngay ngon lắm. Dạ, đường lộ bự luôn hả? Rồi, nó tánh đó nha. Ồ, dạ. Cá mít rồi đó, cá mít, cá sơn, cá mít rồi đó. Dạ. Lọt hay Dương rồi biết mấy cái xã, bị thương nó đi. Bữa nay là mình đãi mấy món? 4, 5, 6 món. Dạ hả? Bộ thức sớm dữ vậy hả? Mới có 1-2 giờ là chắc rồi. Sao mà thức gì sớm chứ hả? Không được. Tại vì sao mấy cái tổ kia là dắt này còn làm gì á? Thôi, tổ này ngủ không có được. Nửa đêm là thức rồi. Chèn ơi. Mặt đau cái gần gần cái này kia cái... Nó hơi phiền phức. Dạ, lục đục rồi sớm dữ vậy. 1-2 giờ, nghe nói ông đó 12 giờ là bắt đầu ông thức gì nấu cháo rồi. Bắt đầu này thức theo luôn. Thức luôn, không làm bụt bụt, không ngủ được đâu. Dạ. Tại ở nhà cũng tại vì cái tánh lòng sớm quen rồi. Lâu lâu có 5-10 bữa nay mấy bữa rồi? Có 3 bữa hả? 3 bữa hả? Tới 10 bữa coi như coi có bị mất sức không đó nha. Mới chích thuốc bồi dưỡng dễ gì mất. Dạ, mới chích thuốc hả? Bác sĩ lại chết. Miễn phí ở trên chùa. Như vậy là mình có khi ngày mai mình có đổi món không? Hay là mình sao? Chắc cũng đổi món ha. Đổi gì nấu lấy à. Dạ. Cho cũng được quá ha. Cái này hôm qua tôi cho nó. Cái tổ mình đi tới bao lâu nhiêu người là? Có mấy người đây hả? Nữ mười mấy người. Mười mấy người. Nam đâu 6-7 người rồi, 6 người rồi, nữ có 5 người, 6 người, 5 người hả? Hà. Về bữa lên nữa. Gì đó hả? Để chứ thì sao? Cô này chắc theo đoán chắc cũng cỡ 7 mấy nè, chưa tới 80. Dạ, mới 75 hả? Dạ, mấy mấy. Cũng còn giỏi quá giỏi. Nghe nói là ông cụ đó là có một con ổng là làm ban trị sự cái nhà. Dạ. À, rồi trong ban sự đó có ai đi không con? Trong nhà của ổng á. Trong nhà có cháu dâu đó. Cháu dâu hả? À, cháu dâu. Bởi vì nguyên gia đình làm ban trị sự thành ra theo đạo lo cho đạo hết. Quá yên. Rồi, chúc các cô mình làm khỏe, ăn đồ ăn thật là ngon. Để bà con mỗi một tổ để ý là vô đây quay phim là thấy mỗi một tổ có phong cách khác nhau. À, thành ra do đó ăn lúc nào cũng cảm thấy thay đổi rồi ngon.
Rồi chúc các cô các chị khỏe ha. Nam mô Phật. Một khuyên con gái đừng thức khuya quá nghe, thôi từ từ 1-2 giờ trở lên đi. Hai giờ ba giờ chứ đừng có thức sớm quá, sớm quá rồi thiếu sức khỏe bệnh. Rồi chào các cô. Chào chú luôn. Thưa quý vị, giờ này giờ cơm nên bà con mình các vị lại ăn cơm rồi. Nói lại hàng. Chắc bữa nay không có đông không? Bữa nay hậu cần mình lãi bao nhiêu món đây? 1, 2, 3, 4 5 món. Quên quá. À, cái gì? Mới tới. Rồi cái thôi giờ các anh em làm hậu quả bắt đầu trở về dùng cơm mà chùa. Các chị mình nấu cơm rất là ngon. Bảo vệ rồi giữ xe cái gì. Ba quán tự cùng quê thì ở tự ban nắng phan cũng giảng. Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay tại tiểu bang nắng phát hành sấm giảng thì bà con đi thỉnh cũng không có đông, ngày qua thì cũng đông quá đi, hôm qua thỉnh lây ra ra tối ngày luôn, hôm nay thì ít. Kính thưa quý vị thì mong rằng toàn thể quý vị có đi chùa an hòa tự chùa thầy thì có cần thỉnh đồ dùng dược đạo rồi sấm giảng thì hãy ghé đây rồi. Những người trực sẽ tặng cho quý vị ha. Và mong rằng quý vị cứ nhiệt tâm đến đây thì chúng tôi sẽ quan hỷ tặng cho. Bây giờ đây thì Tùng Quê cũng xin tạm dừng phim luôn nha quý vị. Thì hàng ngày nếu mà Tùng Quê có đến đây thì Tùng Quê sẽ cập nhật cho quý vị thấy được cảnh mà ở tại chùa vào những ngày đặc biệt, thì Tùng Quê cập nhật phía trong chánh điện nhiều để cho mong rằng toàn thể quý vị được dịp chứng kiến các ngôi thờ kính lễ tưởng nhớ tới Phật, tưởng nhớ tới thầy để tinh tấn tu hành. Tùng Quê thì mong rằng toàn thể quý vị luôn nhớ bổn phận của mình và thành tâm niệm Phật, thành tâm sửa đổi tâm tánh của mình, bởi vì mình muốn làm Phật, làm thánh, làm tiên, làm thần hay là làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình thì cũng chính là chúng ta mà thôi. Chúng ta cố gắng sửa tâm tánh cho tốt thì tốt đến đâu thì mình được hưởng đến đó, cũng chính mình mà thôi nhé quý vị. Bây giờ thời buổi rất là khó khăn, nhiều thử thách đang dây con đó, nếu ngã lòng thì không khó tiêu tan. Việc chi dầu ở trần gian cũng là nguyện hoặc chứ mang trong lòng, tất cả những sự kiện thử thách của chúng ta đều là nguyện hoặc quý vị, gắng cố gắng vượt qua. Ngày xưa quý vị thấy là Đức Phật Thích Ca, Đề Bà Đạt Đa thì thường thường gặp Đức Phật thì phá ngài rất là nhiều, gặp đâu thì tìm cách đủ cách để phá Phật, nhưng cuối cùng thì nhờ những cái chướng ngại đó mà Phật đã vượt qua được và cuối cùng Phật đã chứng quả. Khi đứng chứng quả xong thì Đức Phật cũng rất là cảm ơn Đề Bà Đạt Ra là cái người đã giúp cho Đức Phật chứng quả. Thành ra do đó trên cái con đường chúng ta đi thì rất nhiều cái chướng ngại, mà trong chướng ngại đó là cái điều thử thách cho chúng ta để coi tâm chúng ta có yên lặng không, chúng ta còn có phiền não không, chúng ta còn sân hận không, chúng ta còn có nhân ngã không. Bởi vì một khi mà quý vị không thoát ra được trong ngũ quẩn thì quý vị sẽ đi lằn quằn ở trong đó mãi, tâm trí chúng ta sẽ bị mê mờ. Thế nên thì chúng ta phải cố gắng dùng cái phương pháp mà Đức Thầy cũng dạy là phương pháp rất là thù thắng, đó là pháp môn tịnh độ. Nếu quý vị mà niệm Phật chuyên, cần chuyên
liên tục thì chúng tôi tin chắc rằng thì tâm quý vị sẽ sáng suốt như đài vượt kiến, sẽ sáng suốt như đài vượt kiến. Quý vị sẽ thấy rõ đường đi nước bước, thế nào mình đi cho nó đúng, thế nào không nên đi. Từ từ thì quý vị sẽ màn vô minh sẽ vượt mắt, thì trí huệ sắc khóa khai nhé quý vị. Thì giờ đây Tùng Quê cũng xin tạm dừng phim, xin hẹn quý vị là một ngày khác. Hôm nay thì Tùng Quê có quay phim cảnh chùa, ngày mai thì Tùng Quê có công việc rồi, không có quay cảnh chùa. Thì quý vị xem tiếp cảnh đi núi không gì, bởi vì cảnh đi núi hiện tại Tùng Quê đã tạm dừng lại, và ngày mai sẽ bắt đầu cho xem cảnh đi núi ha. Mong rằng quý vị thông cảm, có điều chi sơ sức mong quý vị thông cảm. Nam Mô A Di Đà Phật.